Chị Dung và Bạn TV xin chào tất cả các bạn khán giả đang theo dõi kênh. Quý vị thân mến, bạn biết đấy, bò sát chính là một trong những loài động vật có rất nhiều những mối liên hệ với lại loài khủng long ở thời tiền sử nhất. Và một trong những lý do nào đó mà mình chưa thể nào tìm hiểu được hết, giống loài bò sát hiện nay vẫn đang tồn tại với một số lượng rất nhiều và nhiều nhất nhì ở trên thế giới động vật. Chúng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hệ sinh thái, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc là chúng thật sự là hiền lành đâu. Có rất nhiều những loài bò sát thực sự rất nguy hiểm, từ những loài rắn độc nhất ở trên thế giới đến những con cá sấu có những cú khập kinh khủng. Và ngay sau đây sẽ là những loài bò sát nguy hiểm nhất ở trên thế giới nhé. Những loài bò sát nguy hiểm nhất thế giới. Số 1, rắn mamba đen. Với cái miệng đen ngòm cùng với lại cái đầu hình chữ nhật thì loài rắn này được coi là cỗ quan tài di động. Rắn mamba đen chính là loài rắn đặc hữu của vùng đông và nam của châu Phi. Đối với những người dân châu Phi thì mamba đen chính là loài rắn đáng sợ nhất. Tốc độ di chuyển của chúng có thể đạt tới 16 đến 20 km/h và nó chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Đây chính là loài rắn độc nhất ở trên thế giới. Nọc độc của rắn mamba đen cao gấp 40 lần so với lại rắn hổ lục Gabon. Và chúng có khả năng sẽ giết chết khoảng 80 người cùng một lúc, tương đương với 20 con voi châu Phi. Sau cú tát đầu tiên, rắn mamba đen đã tấn công và tiêm nọc độc gây tê liệt vào trong mạch máu của nạn nhân, chủ yếu là gây độc cho thần kinh nhưng làm cho cơ tim ngừng hoạt động sau khi mà cắn 30 phút. Rắn mamba đen có thể sẽ chồm lên cao khoảng cách bằng 1/3 chiều dài cơ thể của chúng, có thể sẽ đang di chuyển. Chúng sẽ bơi rất giỏi và cực kỳ nhanh nhẹn, dữ tợn và hung bạo khi mà phát hiện ra mục tiêu hay là kẻ thù. Ngoài ra thì nó chính là loài rắn độc có mật độ tấn công chính xác tuyệt đối. Số 2, rắn Eastern Brown. Eastern Brown được tìm thấy trên khắp bờ biển của phía đông của nước Úc và có thể dài tới 2,5 m. Chúng chỉ hoạt động vào ban ngày, di chuyển nhanh và thích môi trường sống khô ráo. Do chứa nọc độc gồm có chất làm đông máu và neurotoxin nên khi mà xâm nhập vào trong cơ thể sẽ khiến cho nạn nhân khó thở, đau đớn, tim đập nhanh. Với độc tố cực mạnh, khi người bị rắn nâu miền đông tấn công thì sẽ chết trong vòng 15 phút. Theo các chuyên gia thì chỉ cần dính 1/12.000 nọc độc của loài rắn này có thể sẽ giết chết một người trưởng thành. Khi mà gặp săn mồi thì chúng thường sẽ phóng theo hình chữ S và cho con mồi một cú đớp quyết liệt. Chúng hay làm cho con người chúng ta bị lú vì thường sẽ chuyển màu da từ nâu sang màu bạc óng ánh khi mà bị lột da. Số 3, thằn lằn sừng. Đây là một trong những loài sinh vật không hề có chút nào thân thiện cả. Vì vậy có muôn vàn những điều bí ẩn kỳ lạ về các loài động vật, từ khả năng ngụy trang siêu phàm đến khả năng săn mồi kỳ quái. Một trong số những loài đó chính là thằn lằn sừng với khả năng sẽ phun máu từ mắt. Thằn lằn sừng sinh sống chủ yếu tại những hoang mạc, sa mạc khô cằn, nắng nóng thuộc châu Mỹ như Canada, Guatemala, Mexico, vân vân. Chúng là một trong những sát thủ hàng đầu. Đây chính là nỗi kinh hoàng của những loài sinh vật bé nhỏ khác như là bọ cánh cứng, kiến hay là nhện. Thứ vũ khí lợi hại nhất của thằn lằn sừng đến từ những dòng máu được phun ra từ mắt. Trong tình thế nguy hiểm đến tính mạng thì loài thằn lằn này sẽ tự làm tăng áp suất lên các mạch máu ở trong mắt để có thể phun ra một dòng máu tươi có thể cao tới 1,5 m. Mặc dù là máu của thằn lằn không có chất độc gây nguy hiểm cho kẻ thù của chúng, nhưng cũng đủ khiến cho kẻ thù bị bất ngờ, hoảng sợ và bỏ chạy. Chấp lấy cơ hội đó, thằn lằn nhanh chóng tẩu thoát ngay. Số 4, quái vật Gyrmanter. Thằn lằn Nam Mỹ được mệnh danh là quái vật Gyrmanter. Chúng chính là loài lớn nhất trong những họ hàng thằn lằn tại Nam Mỹ và là một trong số những loài thằn lằn độc nhất ở trên thế giới. Chúng có thân hình ngắn, cái đầu to và cơ thể chắc nịch. Cơ thể được cấu tạo bởi lớp gân cứng rất giống với lại loài khủng long, tuy nhiên lại rất là xa lạ với lại loài bò sát ngày nay. Sở hữu chiếc lưỡi dài, chẻ đôi, quái vật Gyrmanter đã đớp gọn một con mồi trong nháy mắt. Cùng với lại nọc độc vô cùng là lợi hại, khó mà con mồi nào có thể sẽ thoát khỏi cái chết khi mà nó đã nằm trong miệng quái vật Gila. Giống với lại họ hàng của loài bò sát, thì thức ăn chủ yếu của chúng chính là côn trùng và hoa quả. Món ăn khá ưa thích của chúng đó chính là chuột. Nọc độc của chúng chứa chất độc neurotoxin, chất độc thần kinh ở mức độ nhẹ. Vì vậy, những vết cắn của Gila thường sẽ khá đau nhưng không dẫn đến tử vong với con người.
mấy chú bò sát này tưởng chừng như là đáng yêu, dễ thương, vô hại mà lại có một chút những sự kỳ kỳ về hình hài, tưởng chừng như sẽ không làm tổn thương ai bao giờ cả. Vậy mà chúng lại cũng nguy hiểm không khác gì là con giáp thứ 13 phải không nào? Số 5. Rắn Taipan nội địa. Trên mặt đất, Taipan nội địa chính là loài rắn thống trị bậc nhất trong bảng xếp hạng nọc độc. Loài rắn dài tới 2,5 mét này được tìm thấy tại những khu vực nội địa tại Australia. Nghiên cứu của những nhà khoa học đã cho thấy Taipan nội địa có nọc độc gấp 50 lần so với loại rắn hổ mang thường và 10 lần so với loại rắn chuông Monrover. Chỉ một lượng nọc độc bằng 110mg, Taipan nội địa có thể sẽ khiến cho 100 người chết sau 45 phút không được can thiệp y tế kịp thời. Trước đó thì họ cũng sẽ phải chịu đựng những nỗi đau khủng khiếp từ nhát cắn chớp nhoáng, khiến cho 60% tế bào cơ tim sẽ bị hủy diệt sau khoảng 10 phút đầu tiên. Nọc độc một khi đã có cơ hội xâm nhập vào trong cơ thể người sẽ hủy hoại toàn bộ hệ thống dây thần kinh, gây rối loạn đông máu, khiến cho chúng ta sẽ bị đau đầu dữ dội và tê liệt toàn thân. Taipan nội địa có thể sẽ giết bất cứ loài động vật nào ở trên cạn, chỉ có một lượng nọc độc nhỏ thôi phun ra sau mỗi lần nhát cắn thì chúng có thể sẽ tiễn khoảng 250.000 con chuột về cõi chết. Cá sấu Garrier. Được biết đây chính là loài cá sấu Ấn Độ hay còn được gọi là cá sấu ở sông Hằng. Nó đã sở hữu chiều dài lên tới 6 mét, có vẻ ngoài đáng sợ, song chúng cũng lành không giống như là bọn cá sấu nhà tôi ba đời cắn người. Tuy nhiên thì bộ hàm của chúng khá là yếu và loài này chỉ ăn các loài thực vật, cá nhỏ, ếch nhái và côn trùng và không có khả năng tấn công những loài động vật to lớn khác. Với miệng hẹp và nhiều răng thì Garrier đã chỉ xây tái những con cá mà không bén mảng đến những con mồi lớn hơn như kiểu loài cá sấu khác. Hiện nay thì loài cá sấu có vẻ ngoài đáng sợ đối với lại mọi nguy cơ bị tuyệt chủng cao bởi vì nó chỉ tồn tại ở phạm vi rất nhỏ, khoảng 2% ở khu vực vốn là nơi cư ngụ của loài cá sấu Nam Á này. Số 7. Cá sấu nước mặn. Cá sấu nước mặn chính là loài bò sát lớn nhất ở trên thế giới. Chúng cũng chính là loài săn mồi ven bờ lớn nhất còn sống ở trên thế giới. Cá sấu nước mặn sở hữu một bộ hàm răng khỏe với 68 chiếc răng và sở hữu lực cắn lên tới 2,6 triệu kg trên mét vuông. Lực cắn đủ để nhai xương của một con mồi nghe rộp rộp. Nếu như bạn cảm thấy khó hình dung thì độ lớn khủng khiếp của nó chính là lực cắn này sẽ tưởng tượng nếu như bạn sẽ bị mắc kẹt dưới một chiếc xe bán tải loại nhỏ và cố gắng đẩy nó ra. Nếu như bạn đẩy ra được thì bạn có thể sẽ thoát khỏi miệng cá sấu nước mặn rồi đấy. Đó cũng chính là lý do tại sao chúng ta không nên cậy hàm răng của nó khi mà nó đang ngậm chặt chân hay là tay của bạn. Điều đó chỉ là vô ích và lãng phí thời gian quý báu mà thôi. Vì chân tay đứt rồi còn đâu nữa. Haha, mình đùa thôi nhé. Rơi vào trong trường hợp này thì nên tấn công vào mắt hoặc là đấm vào mũi của chúng nhé. Số 8. Rắn hổ mang chúa. Ai cũng biết là hổ mang chúa là một trong những loài rắn độc nhất hành tinh. Chúng có thể sẽ đứng thẳng lên, bành mang và nhìn thẳng vào đối phương. Rắn hổ mang sẽ nâng 1/3 cơ thể lên khỏi mặt đất mà vẫn có thể sẽ tiến về phía trước tấn công con mồi. Tuy nhiên thì chúng không phải là loài động vật chủ động tấn công trừ khi mà chúng bị đe dọa hoặc là bị khiêu khích để có thể bảo vệ trứng. Nọc độc của chúng không phải là mạnh nhất nhưng là loài độc độc thần kinh để rắn hổ mang sẽ tiết ra một loại đủ để có thể giết chết 20 người cùng một lúc. Cá sấu Cayman đen. Nếu như trong bảng xếp hạng ngày hôm nay mà không có cá sấu Cayman đen thì quả là một sự thiếu sót cực lớn. Cá sấu đen Cayman là một trong những loài cá sấu cùng với lại cá sấu mõm ngắn Mỹ là một trong hai loài lớn nhất còn sinh tồn tại họ nhà Arigatorida. Đây là loài bò sát ăn thịt sống trong vùng nước chảy chậm, ao hồ, savan ngấm nước theo mùa ở lưu vực sông Amazon. Chúng đạt chỉ ít là 5 mét, có lúc lên tới 6 mét khi mà trưởng thành và là loài bò sát lớn thứ nhì miền Tân nhiệt đới sau cá sấu Orinoco đang cực kỳ là nguy cấp. Theo những dữ liệu năm 2010, nhà sinh học DC Nishimura đã bị mất một chân khi mà chiến đấu với lại một con cá sấu đen Cayman. Sau 8 tháng, con vật này đã ẩn nấp dưới thuyền của bà. Cá sấu đen Cayman nặng hơn cá sấu sông Nin. Chúng chính là loài động vật ăn thịt khiến cho các loài động vật khác sống ở trong vùng sông nước Amazon không thể nào coi thường. Vừa
rồi chính là những loài bò sát nguy hiểm nhất ở trên thế giới. Bạn có biết thêm những thông tin về những loài động vật khác nữa không? Hãy comment ngay xuống bên dưới nhé. Đừng quên ấn nút like, share và ấn vào nút quả chuông thông báo ngay bên cạnh để cùng cập nhật những video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.